Thủy điện xả lũ, người dân vẫn ra sông đà tắm. Đã có phương án thay thế cầu treo dính loạt sai phạm, phát hiện hàng trăm vụ vận chuyển hàng cấm, hàng lậu là một số tin tức nổi bật ngày 26 tháng 7. Theo ghi nhận của phóng viên Lao động, Thủy điện Hòa Bình đang mở 4 cửa xả khiến mực nước hạ du sông Đà dâng cao, tạo thành dòng nước chảy xiết. Tuy vậy, hàng chục người dân vẫn bất chấp nguy hiểm tập trung tắm hai bên bờ sông Đà thuộc khu vực các phường Đồng Tiến, Phương Lâm, Tân Thịnh, Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình. Liên quan đến vấn đề này, ông Đỗ Việt Triều, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố đã yêu cầu các xã phường trong thời điểm Thủy điện Hòa Bình xả lũ không để người dân tắm sông đánh bắt cá, đồng thời phối hợp với các lực lượng không cho người dân tụ tập quay phim, chụp ảnh tại các khu vực nguy hiểm, khu vực cấm của công ty Thủy điện Hòa Bình. Mới đây tại kỳ họp thứ 18 khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu đường bộ kết nối phường Hương Sơn với xã Đồng Liên. Cầu vượt sông có chiều dài khoảng 254 m, rộng 12 m, tổng mức đầu tư trên 210 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Cuối tháng 8 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ra thông báo về việc ngừng sử dụng, cấm toàn bộ người và phương tiện lưu thông qua cầu treo Đồng Liên bắc qua sông cầu, tiến hành thanh tra dự án, kiểm tra chất lượng cầu treo. Đến ngày 30 tháng 5 năm 2024, cầu treo chính thức đóng cửa để phục vụ công tác khảo sát, tháo dỡ. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Lào Cai, trong tháng 7 năm 2024, các cơ quan thành viên đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 1.093 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu 287 vụ, gian lận thương mại 778 vụ, hàng giả 28 vụ. Tổng giá trị xử lý là gần 26,5 tỷ đồng, tăng 2,1 lần so với cùng kỳ. Trong đó, xử phạt vi phạm hành chính gần 11,7 tỷ đồng, xử phạt bổ sung truy thu thuế trên 7,9 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm trên 6,3 tỷ đồng, tiền bán hàng thanh lý tịch thu 551 triệu đồng. Các hành vi vi phạm trên tuyến biên giới và cửa khẩu chủ yếu là nhập lậu hàng hóa, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.